Trong nền văn học Việt Nam hiện đại từ 1945 đến 1975, cùng với thơ, truyện ngắn là một trong những thể loại đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Bên cạnh những truyện ngắn có giá trị viết về đề tài chiến đấu và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, còn có những truyện ngắn xuất sắc viết về cuộc sống mới thường ngày, phản ánh số phận người lao động, đặc biệt là số phận người phụ nữ, khám phá những khát vọng và vẻ đẹp tâm hồn họ. Vợ nhặt của Kim Lân là một tác phẩm tiêu biểu mang giá trị nhân văn sâu sắc về số phận người phụ nữ. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích một trong những nhân vật trong tác phẩm đấy, đó chính là nhân vật vợ nhặt. À, chúng ta bắt đầu vào bài phân tích nhân vật vợ nhặt. Trước tiên là phần mở bài. Cái phần mở bài cô đã hướng dẫn các em rất nhiều trong các video khác rồi, cho nên ở đây cô sẽ mở bài luôn bằng cách dẫn dắt trực tiếp cho mọi đề trong các cái tác phẩm trong chương trình Ngữ văn lớp 12. Kim Lân là tác giả xuất sắc trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Vợ nhặt là tác phẩm tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật của ông. Trong tác phẩm, nhà văn đã xây dựng thành công hình tượng nhân vật vợ nhặt, một người phụ nữ nông dân nghèo khổ, cùng đường nhưng có bản năng sống mãnh liệt ý tứ, biết điều, lễ phép và có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Đoạn văn đầu tiên của phần thân bài, các em hãy giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm. Kim Lân là một cây bút chuyên viết truyện ngắn về đề tài nông thôn và nông người nông dân Việt Nam. Vợ nhặt có tiền thân là tiểu thuyết xó mụ cư được viết ngay sau khi cách mạng tháng 8 thành công nhưng giang dở và thất lạc bản thảo. Hòa bình lập lại năm 1954, Kim Lân đã dựa vào một phần cốt truyện cũ viết lại thành truyện ngắn này. Và tác phẩm được in trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 Về vị trí, hoàn cảnh xuất hiện và ấn tượng vẻ đẹp nổi bật nhất của nhân vật Vợ nhặt là một trong ba nhân vật chính của tác phẩm. Đây là nhân vật có tính cách, số phận kỳ lạ nhất. Sự xuất hiện của thị có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự vận động và phát triển của cốt truyện. Thị là người đem đến bầu sinh khí cho tác phẩm, làm nên sự đổi thay của hai nhân vật còn lại. Thị xuất hiện trong tình huống được chàng nhặt về làm vợ và dẫn về xóm mụ cư trong một buổi chiều trạng vạng giữa cái tối rầm vì đói khát. Từ tình huống này, Kim Lân đã khắc họa rõ nét thân phận và tính cách của nhân vật, qua đó mang đến cho tác phẩm giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc. Tiếp theo, chúng ta đi vào phần phân tích chính của đề bài này. Đầu tiên là về lai lịch và ngoại hình. Về lai lịch này, xuất hiện trong tác phẩm, lai lịch của thị gắn với một con số không tròn trĩnh, không tên tuổi không quê hương không gia đình không nghề nghiệp và không nhà cửa từ đầu đến cuối tác phẩm chị lúc thì được gọi là thị lúc lại được gọi là cô ả hay người đàn bà phải chăng nhà văn nghèo ngôn ngữ đến độ không thể đặt cho nhân vật một cái tên không phải kim lân không đặt tên cho nhân vật là có chủ ý nghệ thuật nếu như cái tên cụ thể sẽ làm cho nhân vật gần gũi hơn với đời sống thực thì cái tên mơ hồ những nhân vật không có tên sẽ gợi lên tính phổ biến của hình tượng. Nghĩa là trong nạn đói, những cảnh ngộ và thân phận như thị là rất nhiều. Số phận của thị là số phận chung cho kiếp người nghèo đói. Về ngoại hình, không chỉ có vậy, cái đói còn làm tiều tụy cả hình hài thị. Quần áo thì sách như tổ đĩa, người thì gầy sọp, mặt lưỡi cày xám xịt, chỉ còn thấy hai con mắt ngực thì gầy lép nhô lên, rồi hai con mắt trũng uh, hoái. Đây chính là cái lúc nhà văn Kim Lân miêu tả cái con mắt của Thị khi mà được chàng mời ăn bánh đúc thì hai con mắt trũng hoái của Thị tức thì sáng lên. Thị đon đả. Rồi trong hai lần gặp chàng, cái đói đã thay đổi diện mạo của Thị đến mức chàng không nhận ra. À, cái đói đã dồn đuổi Thị đến sát mép bờ vực của cái chết đã khiến nhân hình nhân dạng của thị bị vắt kiệt sức sống những chi tiết miêu tả ngoại hình của thị đều thảm hại liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái đói đến miếng ăn sự biến dạng về nhân hình của thị trước cái đói chính là sự chuẩn bị để người đọc không ngỡ ngàng trước sự biến đổi về nhân cách và có thể nói đây chính là hình ảnh tiêu biểu nhất Chân thực nhất cho tình cảnh thê thảm của những người lao động nghèo Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945 được Kim Lân khám phá với tất cả niềm xót thương chân thành. À, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo là về tính cách của thị. Tính cách của thị cô chia thành hai nội dung, đó chính là trước khi trở thành vợ chàng và khi trở thành vợ chàng. Trước khi trở thành vợ chàng Thị là một cô gái đanh đá, chua ngoa, trao chát, trỏng lỏn, chơ chẽn nhưng có bản năng sống mãnh liệt. Vì bị cái đói dồn đuổi đến gần với cái chết nên Thị đã trở nên táo bạo, liều lĩnh và có khi đánh mất tự trọng. Điều đó được thể hiện rõ qua hai lần tiếp xúc giữa Thị và chàng. Lần gặp thứ nhất, ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh Mỗi bận qua cửa nhà kho lại thấy mấy chị con gái ngồi bêu ra ở đấy Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi hạt vãi Hay ai có công việc gì thì gọi Gọi đến thì làm Một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tỉnh Hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc Hắn hò rằng Muốn ăn cơm trắng mới giò này Lại đây mà đẩy xe bò với anh nì Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng gẹo cô nào nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn cười như nắc nẻ kìa anh ấy gọi có muốn ăn cơm trắng mấy giò thì ra đẩy xe bò với anh ấy thị cong cớn có khối cơm trắng mấy giò đấy này nhà tôi ơi nói thật hay nói khoác đấy chàng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười thật đấy có đẩy thì ra mau lên thị vùng đứng dậy ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng đã thật thì đẩy chứ sợ gì đằng ấy nhỉ thị liếc mắt cười tít vậy thị xuất hiện lần đầu tiên à, trong không gian là trước cửa kho thóc của nhật khi nghe thấy câu hò của chàng có nhắc tới miếng ăn dù không hề quen biết thị đã ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng hơn thế lại còn liếc mắt cười tít thị đã chủ động làm quen à, có thể thị là người nhanh nhẹn hay giúp đỡ người khác Nhưng điều cơ bản nhất chính là hy vọng về miếng ăn Vì bị cái đói hành hạ thì đã đánh mất sự tế nhị vốn có của người phụ nữ Việt Nam Lần gặp thứ hai Lần thứ hai, chàng vừa trả xong hàng, ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh thì thị ở đâu sầm sập chạy đến Thị đứng trước mặt hắn Sưng xỉa nói Điêu, người thế mà điêu Hắn dương mắt nhìn thị, không hiểu, thật ra lúc ấy hắn cũng chưa nhận ra thị là ai. Hôm nay thị rách dưới, rách quá, áo quần tả tơi như tổ đỉa, thị gầy sọp hẳn đi, trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt chỉ còn thấy hai con mắt. Hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹn xuống, thế mà mất mặt. À, hắn nhớ ra rồi, hắn tết miệng cười, chả hôm ấy thì hôm nay vậy. Này, hắn ngồi xuống ăn miếng dầu đã có ăn gì thì ăn chả ăn dầu thị vẫn đứng cong cớn trước mặt hắn đấy muốn ăn gì thì ăn hắn vỗ vỗ vào túi rích bố cu hở hai con mắt trũng ngoáy của thị tức thì sáng lên thị đon đả ăn thật nhá ừ ăn thì ăn sợ gì thế là thị ngồi xa xuống ăn thật thị cắm đầu ăn một chặp bốn bát bánh đúc liền chẳng chuyện trò gì ăn xong thị cắm dọc cầm ngang dọc đôi đũa quẹt ngang miệng thở hà ngon về chị ấy thấy hụt tiền thì bỏ bố hắn cười làm đất gì có vợ này nói đùa chứ có về với tớ thì ra quân hàng lên xe rồi cùng về nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa ai ngờ thị về thật Mới đầu anh chàng cũng trợn nghĩ, thóc gạo này đến cái thân mình cũng chả biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bòng sau không biết nghĩ thế nào hắn tặc lưỡi một cái chọc kệ thế như vậy chúng ta thấy rằng ở lần gặp gỡ thứ hai này thì thị sầm sập chạy đến và lại còn đứng sưng sỉa nói trước mặt chàng điêu người thế mà điêu đã vậy thị lại chủ động đòi ăn và khi được mời ăn thị cắm đầu ăn một chặp hết bốn bát bánh đúc ăn xong mới thở ra hà ngon có thể nói không ai có thể ngờ rằng người đàn bà ấy có thể hạ thấp mình vì miếng ăn như thế thị đã gạt phăng miếng trầu lễ nghĩa xã giao để kiếm bốn bát bánh đúc mong lấp đầy cái dạ dày trống rỗng những động từ được kim lân sử dụng liên tiếp nhằm khẳng định cái ăn vội vã hối hả gấp gáp vì đói khát đã lâu cũng vì sợ chàng thay đổi ý định làm cho hình ảnh của thị vừa đáng thương vừa đáng trách, vừa có sự xót xa. Như vậy, chỉ bằng một vài nét về hình ảnh người vợ Nhật trong lần thứ hai gặp chàng, Kim Lân đã tố cáo mạnh mẽ tội ác của Pháp Nhật gây ra nạn đói năm 1945, khiến con người, nhất là người phụ nữ, bị hủy hoại về ngoại hình và tàn phá cả nhân cách. Và chỉ qua hai lần xuất hiện, Kim Lân đã làm nổi bật tính cách của một người đàn bà không tên, trơ trẽn, trỏng lọn, cong cớn, mất hết cả lòng tự trọng tối thiểu của một con người chỉ vì đói khát và tiếp theo, ngòi bút của kim lân rất bản lĩnh khi ông đẩy nhân vật lên đến tận cùng của sự trơ trẽn liều lĩnh ấy là khi chàng rủ đấy là khi nghe chàng đùa chàng rủ đùa này nói đùa chứ có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về thị đã theo chàng về thật thị theo không chàng về xưa nay chuyện dựng vợ gả chồng là chuyện hệ trọng của đời người trong chuyện kiều từng viết trăm năm tính cuộc vuông tròn phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông phải tìm hiểu kỹ lưỡng có hỏi cưới theo đúng phong tục Vậy mà, thị đã biến lời rủ của chàng thành lời cầu hôn chính thức. Thêm nữa, cái giá của người phụ nữ ít nhất cũng là 300 một mụ đàn bà mua về mà trải chiếu hoa cho ngồi. Ở đây, thị đã đại hạ giá xuống còn 4 bát bánh đúc, một bữa no, một bữa cơm no, một cái thúng con và vài thứ lặt vặt, cộng hai hào dầu trong văn học việt nam có nhiều hình ảnh người phụ nữ khiến người đọc phải xót xa đó là nàng kiều tài hoa mà mệnh bạc đó là cô mị bị bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần thế nhưng nàng kiều khi bán mình chuộc cha mã giám sinh dù cò kè bớt một thêm hai cuộc mua bán vẫn có giá trị giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm còn mị tiền cưới khi về làm dâu nhà thống lý là món nợ của cha mẹ vậy mà thị theo không chàng thị theo không một người đàn ông gặp giữa đường giữa chợ về làm vợ giá trị của người phụ nữ rẻ rúng đến thế tính cách cũng trơ trẽn đến thế là cùng vậy vì sao mà tính cách của thị lại méo mó như vậy nguyên nhân chính là vì vì đói thị cần được ăn để duy trì sự sống lúc này với thị miếng ăn quan trọng hơn nhân cách cái chết đang đến rất gần chẳng phải kim lân đã miêu tả cái đói bao trùm lên tất cả màu sắc âm thanh không khí mùi vị mọi thứ đều toát lên làn hơi bút giá của đói kém và chết chóc và chết đói là một thực tế khốc liệt đó là cái chết từ từ hao mòn quằn quại dần đấy chính là lời của kim lân cảm nhận thời gian tiến đến cái chết là một trong những cảm nhận bi đát nhất của kiếp người vậy nên thị bất chấp tất cả để được ăn và nguyên nhân nữa đó chính là từ bản năng sống mãnh liệt của thị có thể thị không biết chàng là ai tốt xấu như thế nào nhưng chàng đã cho thị ăn mà có ăn nghĩa là được sống, thị đang cố bám lấy sự sống, khát khao được sống. À, chẳng phải chúng ta đã gặp một lão hạc vì tự trọng, vì nhân cách của một người cha, một con người đã chọn một cái chết đau đớn, dữ dội, thế mới thấy số của số phận của con người trước cái đói thật đau đớn. để giữ được nhân cách thì con người phải hy sinh, đánh đổi sinh mạng của mình xã hội cũ đã nghiền nát con người như thế. Ở đây, cuộc đời thị không còn gì ngoài tuổi trẻ và khát khao hạnh phúc nên thị đã đánh cuộc nên thị đã đánh cược cuộc đời mình vào người đàn ông xa lạ gặp ngoài đường ngoài chợ. Đây cũng chính là dụng ý của nhà văn Kim Lân khi viết về con người năm đói, người ta hay nghĩ đến cái chết tôi muốn viết một chuyện ngắn với ý khác. Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết, những con người ấy vẫn không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự sự sống, vẫn luôn hy vọng, tin tưởng ở tương lai. Như vậy, trước khi trở thành vợ chàng, Thị là một cô gái đanh đá, chua ngoa, trao chát, trỏng lỏn và trơ chẽn. Nhưng đây không phải là bản chất của Thị, tất cả do cái đói dồn đẩy và bản năng sống mãnh liệt không cho phép thị buông xuôi do đó khi trở thành vợ chàng thị đã trở về với chính con người thật của mình là một người đàn bà hiền thục lễ phép đảm đang chúng ta chuyển sang phần thứ hai khi trở thành vợ chàng thị đã trở thành một người đàn bà ý tứ hiền thục lễ phép đảm đang và có niềm tin vào tương lai tươi sáng Điều đó được thể hiện qua những nội dung sau. Thứ nhất là trên đường trở về xóm mụ cư thì thị cũng ngượng ngùng, thèn thẹn, chân nọ bước díu vào chân kia. Chính bởi thế cho nên những người dân xóm mụ cư mới đoán được thị chính là vợ của anh cu chàng. Cái dáng điệu gión đây chính là cái dáng điệu gión rén e thẹn. Một cái dáng điệu thực sự của một nàng dâu khi bước chân về nhà chồng và về đến nhà chàng thì nhìn thấy ngôi nhà rúm gió trên mảnh vườn đầy cỏ dại thị không giấu nổi nỗi thất vọng nén một tiếng thở dài đây là tiếng thở dài ngao ngán thất vọng nhưng cũng chứa cũng là sự chấp nhận ai ngờ cái phao mà thị vừa bám được lại là một chiếc phao rách người đàn ông phóng khoáng vỗ tay vào túi quần Rick bố cu vừa hoanh hoang khoe hai hào dầu với thị hóa ra cũng là một kẻ nghèo rớt mù tơi nhưng điều đáng quý ở đây là thị không bỏ đi thị vẫn lẳng lặng theo chàng bước vào nhà và chấp nhận cuộc sống bởi thị không còn lựa chọn nào khác bởi thị hy vọng trong căn nhà này có thể không tìm được sự no ấm nhưng sẽ tìm được sự đầm ấm của gia đình vì vậy cũng giống như chàng sâu thẳm trong tâm hồn thị là khát vọng hạnh phúc khát vọng về mái ấm gia đình rồi khi thị vào trong nhà thị chỉ ngồi mớm ở mép giường đây là một cái tư thế ngồi thể hiện cái sự tế nhị ý tứ nhưng cái tư thế ngồi ấy nó chênh vênh như cuộc đời như chính lòng thị như tương lai của thị và trước bà cụ tứ thị ngượng ngùng tay vân vê tả áo bạt tay vân vê tà áo đã sách bật Rồi thị ngoan ngoãn chào bà cụ tứ đến hai lần dáng vẻ tội nghiệp của thị Khiến cho bà cụ tứ không giấu nổi niềm cảm thông, thương xót à, Cảnh ra mắt của thị Có nỗi tủi hổ, ngượng ngùng Vì dường như thị ý thức được Mình chỉ là vợ nhặt, dâu theo Vì thế đến đây cái trao chát trọng lỏn đã được thay thế bằng cái khép nếp Ý tứ của nàng dâu mới Đặc biệt Vào buổi sáng hôm sau Người vợ nhặt đã thể hiện rõ Sự thay đổi tính cách uh, Cô dậy sớm Thu dọn nhà cửa Rồi đem đống quần áo rách Như tổ đỉa ra sân hong Đổ đầy kín nước Đổ đầy kín nước vào an Hót sạch đống mùn rác tanh bành Ở các lối đi Và quét dọn lại sân Sự thay đổi À, sạch sẽ ngăn nắp của ngôi nhà đã cho thấy sự đảm đang hiền thục biết lo toan vun vén cho hạnh phúc của cô vợ nhặt và thị đã làm cho ngôi nhà thay đổi à, thị trở thành một người đàn bà hiền hậu đúng mực và trước món trẻ khoán à, thực chất là món cháo cám của bà cụ tứ hai con mắt của thị tối lại nhưng thị vẫn điềm nhiên đưa vào miệng như không muốn đánh mất đi niềm vui của mẹ chồng không muốn phá đi bầu không khí hòa thuận đầm ấm đang bao xung quanh đến đây có thể nhận xét người vợ nhặt vô danh nhưng không hề vô nghĩa thị điềm nhiên đưa miếng cháo đắng chát vào miệng cũng chứng tỏ thị sẽ chấp nhận đối mặt với tất cả những khó khăn sắp tới cách ứng xử ấy đã làm vơi dịu đi rất nhiều cay cực chua sót tủi hổ của bà mẹ chồng nhân hậu người ta có thể có những phút bước qua ranh giới thị đã bước qua ranh giới của bản năng để đến với những giá trị tốt đẹp của cuộc đời và trong bữa ăn ngày đói thị đã kể cho chồng và mẹ chồng nghe câu chuyện phá kho thóc nhật ở thái nguyên bắc giang câu chuyện ấy đã nhen nhóm cho gia đình chàng niềm hy vọng và sự đổi đời trong tương lai có thể sau này chàng và thị sẽ nhập vào đám người đói ấy để phá kho thóc chia cho dân nghèo và thị chính là người đã thắp lên niềm tin niềm hy vọng vào tương lai à, sau đó các em hãy có một cái tiểu kết cho cô về toàn bộ cái hình ảnh người vợ nhặt như sau hình ảnh người vợ nhặt trước và sau khi trở thành vợ chàng có sự thay đổi khác biệt bởi sự nhiệm màu của hạnh phúc lứa đôi lúc đầu chị ta đến với chàng là để chạy trốn cái đói là do bản năng sống thôi thúc nhưng chính tình người của mẹ con bà cụ tứ niềm khao khát hạnh phúc lứa đôi đã làm cho chị ta đổi thay theo chiều hướng tích cực nhờ hạnh phúc chị ta tìm lại được vẻ đẹp nữ tính của mình đem đến bầu sinh khí cho gia đình chàng nếu không có thị chàng vẫn là người đàn ông của ngày hôm qua là trò mua vui cho bọn trẻ con không thể thành người đàn ông thấy mình nên người có bổn phận lo lắng cho vợ con còn bà cụ tứ cũng trở nên rạng rỡ tươi tỉnh thị đã đem đến ánh sáng sự sống cho gia đình chàng đây chính là vẻ đẹp khuất lấp là sự ngợi ca vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ một cách chân thật độc đáo của kim lân và sau khi phân tích xong thì chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba chúng ta đánh giá chung về nghệ thuật, nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Thứ nhất là về nghệ thuật. Vợ nhặt xứng đáng được coi là một kiệt tác bởi nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện độc đáo, hấp dẫn. Nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật tinh tế, rồi cách kể chuyện tự nhiên, dựng đối thoại sinh động, ngôn ngữ mộc mạc, giản dị, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày, nhưng được chọn lọc kỹ lưỡng, nên có sức gợi đáng kể và từ đó chúng ta rút ra được ý nghĩa của hình tượng nhân vật vợ nhặt từ nhân vật vợ nhặt kim lân đã phản ánh tình cảnh thê thảm của người lao động nghèo trong nạn đói và tố cáo tội ác của pháp nhật gây ra nạn đói làm giá trị con người bị rẻ rúng đồng thời nhà văn đã phát hiện và khẳng định dù trong đói khát chết chóc cận kề người lao động vẫn khát khao hạnh phúc vẫn tin tưởng ở tương lai nhân vật cũng góp phần tạo nên giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc cho tác phẩm và với hình tượng người vợ nhặt kim lân đã góp phần làm phong phú thêm hình tượng người phụ nữ trong văn học việt nam à, sau đó chúng ta hãy đi đến phần kết bài tóm lại nhân vật vợ nhặt trong truyện ngắn vợ nhặt đã gửi đến bạn đọc nhiều thông điệp ý nghĩa trong đói khổ hoạn nạn cận kề bên cái chết nhân dân ta vẫn sống tình nghĩa và tin vào tương lai chính nhờ những thông điệp ý nghĩa ấy mà trong cuộc đời cầm bút của mình kim lân sáng tác không nhiều nhưng tác phẩm nào của ông cũng xuất sắc cũng trở thành niềm ao ước của nhiều người cầm bút đúng như nguyễn khải từng nhận xét tôi không tin nguyễn tuân biết chữ người tử tù kim lân viết về làng và vợ nhặt đó là thần viết thần mượn tay người để viết nên những trang bất hủ